Để vẽ thang thì chúng ta sẽ vào Architecture này, vào sử tế này. Ở đây thì ngoài các công cụ để vẽ thang thì ở đây có một số loại thang này. Các bạn phải hiểu là thang chính thì chúng ta sẽ có 3 loại thang chính nhé. Đó là thang lắp ghép, thang đổ bê tông tại chỗ và thang đúc sẵn nhé. Các tính chất thang thì nó sẽ khác nhau, cho nên là chúng ta sẽ phải tùy thuộc vào từng loại công trình để chúng ta sẽ lựa chọn loại thang phù hợp nhé. Như thang đúc sẵn thì chúng ta sẽ phân 10 bậc 1 và xếp chồng lên nhau, còn đổ bê tông tại chỗ thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ đổ từng vế và sẽ xây gạch lên từng vế nhé. Còn ví dụ ở đây là thang lắp ghép Ensemble này. Ở đây có một loại thang sẵn của nó là, ở đây chúng ta sẽ hiểu là ở đây là chiều cao lớn nhất của bậc là 190 mm này. Còn chiều rộng của nó là 250 mm này. Là các bạn phải biết là các cấu kiện thang thì bao gồm những cấu kiện gì. Thang thì chúng ta sẽ có là bản thang, cốt thang, mặt bậc, cổ bậc, mũi bậc. Thì đây là những cái mà chúng ta cần xác định rõ kích thước của chúng là bao nhiêu để chúng ta mới có thể vẽ được. Còn chúng ta có thể tính theo công thức tính thang là hai hai lần chiều cao của cổ bậc cộng mặt bậc bằng 630 đến 650 nhé. Thang này đúng không? Chúng ta sẽ edit cái này. Nếu các bạn không muốn sử dụng công thức như thế thì chúng ta có thể thay đổi số của nó này. Hai lần chiều cao của cổ bậc cộng mặt bậc sẽ bằng từ 630 đến 650 nhé. Nếu các bạn không muốn 630 thì chúng ta sẽ tích vào đấy. Chúng ta có thể thay đổi số nhé. Nhưng mà những cái công thức thế này này thì Revit nó đã tự động setup cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần xác định số bậc và nó sẽ tự điều chỉnh cho chúng ta. Này nhé. Edit này. Đây là maximum dry height này. Đây có nghĩa là chiều cao lớn nhất của nó. Chiều cao lớn nhất là 190. Có nghĩa là chúng ta không thể chọn số lớn hơn 190, nó sẽ báo lỗi. Còn đây là minimum này, minimum depth này. Ở đây có nghĩa là chiều rộng nhỏ nhất của mặt bậc là bao nhiêu? Có nghĩa là chiều rộng nhỏ nhất của nó là 250 mm. Chúng ta không thể hạ nó xuống nhỏ nữa. Còn ở đây là minimum, nghĩa là chiều rộng nhỏ nhất của bản thang 1000 mm nhé. Loại thang này để thử vẽ nhé. Ở đây nó sẽ báo chúng ta là chúng ta sẽ vẽ từ level tầng 1 đến level tầng 2 nhé. Ở đây nó sẽ cho mình vẽ là, nó sẽ tính cho mình là 21 bậc mà chiều cao của bậc là 185 này, cao quá đúng không? Chúng ta sẽ cho nó về 23 169 này. Và thường thường ở đây là mình vẽ đang lắp ghép nhé. Đang lắp ghép thường sử dụng trong nhà công cộng đúng không? Nhà công cộng thì chúng ta sẽ cho số bậc là chạm. Rồi. Ở đây là phần run này. Ở đây nó sẽ cho chúng ta căn lề để vẽ cầu thang theo hướng nào. Left thì chúng ta sẽ vẽ căn lề bên trái nhé. Right bên phải này. Center thì chúng ta sẽ vẽ ở giữa này. Chúng ta sẽ chọn left này. Đây chúng ta sẽ pick này. Ở đây bên dưới nó sẽ thông báo chúng ta là chúng ta đã vẽ được bao nhiêu bậc và còn lại bao nhiêu bậc này. Chúng ta sẽ vẽ 12 bậc nhé. Pick vào này. Và nó sẽ đi lên đúng không? Ở đoạn giữa là khoảng hở này, chúng ta sẽ tính nhá. Tính cái chỗ nếu mà cứu cứu hộ, ta sẽ phải tính cái khoảng hở này. Đó chúng ta thấy đây là 24 bậc. Còn lúc đi lên này, đến đây 12 bậc chúng ta sẽ dừng này. Rồi lên 13 bậc rồi chúng ta sẽ dừng ở điểm 24 bậc. Chúng ta sẽ finish đây. Chúng ta sẽ 3D xem thử. Đây đúng không? Mình vẫn giữ loại thang này nhé. Nhưng mà giờ mình muốn vẽ từ level tầng 1 cho lên level tầng 3 luôn này.
chiều cao là 7400 mm này, thì nó sẽ cho mình là 40 bậc. Chiều cao của bậc là 185,7, hơi cao đúng không? Mình sẽ cho là 46 bậc. 46 bậc thì nó sẽ nhảy từ 160,9 này. Đúng không? Mình sẽ tăng lên cái nhá. Nhảy. Đây là mình vẽ thử nhé, cái áo này. Rồi, chúng ta sẽ finish lên nhé. Đây là mình vẽ thang công cộng nhé. Chúng ta sẽ tìm một cái là chúng ta có thể thay đổi chiều của nó nhé. Ví dụ như này, chúng ta muốn thay đổi hướng đi thì chúng ta sẽ click vào cái mũi tên này. Rồi nhé, thử vào cái đây xem thử. Sẽ đi từ đây lên nhé. Ngoài ra ở đây thì có một số kiểu vẽ thang, đây thang thẳng, chúng ta sẽ thử thang tròn, bán kính của nó là bao nhiêu đúng không? Nó bán kính thì phù hợp chiều đi lên. Thử thêm kính đi. Và đây xem thử nhé. Cái này phù hợp với những cái biệt thự villa. Đây là thang lắp ghép đúng không? Giờ mình muốn cho nó về là thang đổ bê tông tại chỗ, xem nó khác như thế nào. Chúng ta sẽ đúc thêm cái này. Các bạn thấy thang bê tông đổ tại chỗ khác biệt gì so với thang lắp ghép không? Bây giờ chúng ta sẽ thử vẽ một thang đúc sẵn. Đó, các bạn thấy thang đúc sẵn nó khác so với thang đổ bê tông tại chỗ ở vì nó sẽ có cái gờ này, nó sẽ bắc lên sàn và liên kết lại với nhau và nó sẽ có cái gờ này. Còn thang đổ bê tông tại chỗ thì nó sẽ không có cái gờ nhé, nó sẽ đổ liên tục. Đó là một số cấu kiện thang, một số loại thang cơ bản.